chia tay anh Mạo. Không bao lâu sau thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi rất lo sợ, không biết phải làm sao. Liệu tôi có thể một mình lo cho đứa bé được không? Tôi đã nhận tiền của bà Dân và thề sẽ không gặp lại anh Mạo nữa. Tuy tôi biết đây là cách tốt nhất cho cả tôi và lẫn anh, nhưng nghĩ tới việc đứa con trong bụng không có ba, tôi không cầm được nước mắt. Con ơi, mẹ xin lỗi, vì mẹ hèn nhát nên không thể giữ lại ba cho con được. Mang thai con hơn được 9 tháng thì con trai tôi ra đời. Nhìn thấy con là tôi liền nghĩ đến anh Mạo, nước mắt tự dưng ứa ra. Tôi đặt tên con là Hùng Dũng, cái tên mà ngày trước anh Mạo rất thích. Anh từng nói sau này tôi với anh lấy nhau có con, anh sẽ đặt tên con là Hùng Dũng. Vậy mà giờ đây chỉ có hai mẹ con thôi, không có anh ở bên cạnh. Thấy chưa, biết chắc chắn mình là con của ông Mạo mà. Ông Mạo mà biết được cái chuyện này sẽ xúc động lắm đây. Ngày mà mình mong chờ đã gần sát tới nơi rồi. Chắc chắn mình sẽ đổi đời. Tôi không cần biết bà làm cách nào. Tốt nhất là bà nên dừng lại mọi chuyện ở đây. Đừng có khơi lại quá khứ làm gì. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn thôi đó. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. Bà cũng có con có cháu thì bà cũng phải hiểu. Tôi sống tới từng tuổi này không có chuyện gì mà tôi không dám làm đâu. Má, má đâu về vậy má? Đâu có đi đâu đâu, đi vòng vòng đây thôi. Vòng vòng gì? Sài Gòn má có quen ai đâu đi vòng vòng. Má đi tìm bà Dân đúng không? Nè, tại sao con tự ý tìm ông Mạo chứ hả? Má coi đi, tôi với ông Mạo giống nhau như hệt. Vậy mà má nói không phải cha con. Má đừng có tự tôi ngu nha. Mày im đi. Mày với ông Mạo chẳng có liên quan gì với nhau hết á. Nè, má đứng lại đó. Má đừng có xạo với tôi nha. Tôi cho má biết là mấy chục năm qua tôi sống cực khổ như thế nào, trong khi ổng thì giàu sang sung sướng. Tại sao má không nói thiệt cho ổng biết để ổng bù đắp cho tôi chứ? Mày... Nè, má. Má sao vậy? Má. Nè. Má ơi. Má ơi, má có sao không má? Má. Không sao đâu. Má chỉ mệt chút xíu thôi. Trời ơi, ông muốn má chết ông mới vừa lòng hay sao vậy hả? Ông cứ kiếm chuyện với má hoài à. Ai biểu má xạo với tôi chi? Má ơi. Má. Con đưa má vô nghỉ nha. Má. Nói cho tôi biết đi má. 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 Tức thiệt, nhất định mình phải tìm cho ra bằng chứng mới được. Y chang luôn. Làm sao chứng minh được mình là con của ổng đây trời? Đúng rồi, hay là xét nghiệm ADN? Ba Mạo. Ba Mạo. Cậu là ai vậy? Ba không biết con đâu, cho con xin cộng tóc nha. Bao nhiêu mà một công đó hả? Chết cha, con lố rồi. Con về đâu? Không được. Cách này lố lăng quá, lộ liễu nữa. Chết rồi, xin lỗi chú, con lỡ chân.
Chú có sao không chú? Trời ơi! À, trời ơi, máu quá trời luôn. Đưa con chậm cho nha. Thôi, trời ơi! À, những gì cần xét nghiệm ADN con đã có rồi. Cảm ơn. Con làm gì vậy? Thảo mới vừa nói đó. Lấy cái này nha, để xét nghiệm ADN để nhận cha con. Cảm ơn bà. Bảo vệ đâu? Cách này được nè. Không lẽ mình cứu ổng, ổng chửi mình. Ê. Nữa, cũng ông nữa. Tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi, đây là chỗ công ty lớn chứ không phải là chỗ để ông đi chơi. Ê, tao cho mày biết nha mày. Tao tới đây là theo lời mời của chủ tịch tập đoàn Minh Quang nha mày. Chủ tịch tập đoàn hả? Ờ. Sao? Ghê hả? Quá xạo rồi. Ông từ Biên Hòa xả trại ra phải không? Uống thuốc chưa? Đó có vấn đề phải không? Về nhà uống thuốc giùm tôi một cái, đừng có phá tôi nữa, mệt quá. Bởi vậy, bởi cái thứ gì mà không có tầm nhìn vậy? Không bao giờ biết ngọc ở trong đá đó. Mày có tin không? Vì cái tầm nhìn của mày mà nó sẽ bóp chết sự nghiệp tương lai của mày đó con. Tương lai của tôi là do tôi tự quyết định ha. Tương lai bây giờ nè là tôi đuổi ông đi về. Về giùm cái đi cha. Đây, đi về giùm cái. Ba ơi, ba gì đây? Có chuyện gì vậy? Buông tay tao qua mày. Dạ con chào chủ tịch. Chuyện gì vậy? Dạ có cái ông này đầu óc ông bị thần kinh đó chủ tịch. Tối ngày ông cứ tới đây hoài à. Ông còn nói là chủ tịch kêu ông tới nữa. Nó nói đúng rồi đó. Tôi mời tới đây đó. Ba. Ba luôn. Ừ. Nó là con tôi. Thất lạc bao nhiêu năm mới nhìn lại đó. Cậu ngăn cản nó hoài vậy? Xin lỗi nó đi. Dạ, con không biết chú là dạ con xin lỗi. Dạ. Lỗi phải gì mày? Nghỉ việc đi. Chủ tịch, con không biết thiệt mà chủ tịch. Nó nói vậy rồi còn đứng nó làm gì nữa? Lên phòng hành chính lãnh tiền rồi đi về đi. Không có gì. Uống cà phê đi. Nhiều chuyện chi vậy? Trước tiên, mình phải làm cho ông Màu biết mình là con của bà Lệ cái đã. Tiền cà phê nè. Đón xem Bánh Mì Ông Màu phần 2 được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021.